cô ăn cô một thứ hai cô trò mình ở bên nhau nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều những cái cuộc văn nghệ để mình tặng cô nhưng mà chúng ta không thể làm được nên là chúng ta sẽ quay lại những video đó và để gửi lại chúng ta mong là cô sẽ cảm nhận được tất cả tình cảm của chúng em rồi đi. Năm ơi, cầm máy. Cầm máy rồi đó. Là béo tư thôi. Thank you.
Tượng trưng cho màu hồng của công chúa, của nữ thần. Vì vậy cô sẽ luôn là nữ thần trong lòng của tập thể chúng em.